Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Môi Lên. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh muốn phát triển nhà ở dọc metro trong 8 năm tới. Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ chỉ tiêu gần 16 tỷ đồng gói ưu đãi thuê mua nhà ở xã hội. Người mua cần được bảo hiểm khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà. Thưa quý vị, từ nay đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh chia hai giai đoạn phát triển nhà ở. Cụ thể, ở 3 năm tới, thành phố định hướng xây nhà tại các khu vực dọc theo điểm kết nối giao thông công cộng trọng điểm như Metro số 1 hướng Đông thành phố Thủ Đức, Metro số 2 hướng Bắc gồm quận Tân Phú, quận 12, Metro 3A hướng Tây gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 23,5 m2 một người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 đạt 50 triệu m2 sàn, tương đương 367 căn nhà. Ở giai đoạn tiếp theo, 2026 đến 2030, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục định hướng phát triển nhà ở cũng dọc theo các điểm kết nối giao thông trọng điểm, đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở tại các quận nội thành, đồng thời quy hoạch tạo quỹ đất phát triển dự án ở khu vực ngoại thành. Ưu tiên phát triển dự án nhà giá rẻ phục vụ người lao động di cư đến thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 26,5 m2 một người. Về giải pháp, thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên tăng mật độ xây dựng đối với các dự án cải tạo, thay mới chung cư cũ trước năm 1975 và các chung cư hỏng nặng hiện nay. Hai là tập trung chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại, hoàn thiện các dự án dở dang, dự án nhà ven kênh rạch đối với khu vực nội thành, hiện hữu quận 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh. Đối với khu vực nội thành phát triển quận 7, 12, Bình Tân, thành phố Thủ Đức, thành phố ưu tiên phát triển các dự án xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội phục vụ nhóm hưởng chính sách. Còn khu vực ngoại thành Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, thành phố sẽ phát triển nhà theo dự án tại các thị trấn, khu dân cư nông thôn, khu du lịch ở kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng, khu đô thị mới, khu đô thị vệ tinh. Khu vực ngoại thành cũng được định hướng tập trung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, kết hợp khai thác hệ thống metro đường vành đai. Những nội dung này nằm trong chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 của Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhà ở cần tăng thêm của toàn thành phố trong giai đoạn 2021-2025 là 50 triệu mét vuông sàn, Giai đoạn 2026-2030 là 57,5 triệu m2 sàn. Năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh phát triển 40,7 triệu m2 sàn đối với nhà ở thấp tầng, bao gồm nhà ở trong dự án và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình. Còn nhà chung cư cao tầng là 9,3 triệu m2 sàn. 8 năm tiếp theo, chỉ số nhà ở thấp tầng tăng lên 44,7 triệu m2 sàn, còn chung cư cao cấp là 12,8 triệu m2 sàn sự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở bằng nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng đối với nhà ở riêng lẻ thực hiện bằng vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình. riêng công trình nhà ở xã hội thực hiện bằng nguồn vốn chủ yếu từ xã hội hóa của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội, một phần nhỏ từ vốn ngân hàng chiếm khoảng 10%, tương đương với 3.770 tỷ đồng ở giai đoạn 2021-2025 và 8.640 tỷ đồng ở giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh dành 15,7 tỷ đồng cho chương trình cho vay ưu đãi mua thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở trong năm nay. Số tiền này được phân bổ cho 22 quận, huyện, thành phố trong đó cao nhất là thành phố Thủ Đức với 1,35 tỷ đồng, thấp nhất ở quận 4 với 300 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội các quận huyện, thành phố Thủ Đức, Trình trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội địa phương này phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được phân bổ để triển khai Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố chịu trách nhiệm triển khai cân đối vốn, thường xuyên đôn đốc kiểm tra các phòng giao dịch ngân hàng, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả. Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát triển 35.000 căn nhà ở xã hội. Sở xây dựng cùng các sở ngành giả soát quỹ đất, trong đó có quỹ đất 20% diện tích của các dự án nhà ở thương mại trên 10 hectare được dùng để xây nhà ở xã hội Tổng diện tích đất có thể xây nhà ở xã hội sau khi giả soát là 109 hecta tương ứng với 70.000 căn. Giai đoạn 2016-2020, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng 19 dự án với gần 15.000 căn nhà ở xã hội. Thành phố dự kiến sẽ tập trung giả soát để nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư những dự án nhà ở, trong đó có dự án nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Horea, Khách hàng thường là bên yếu thế trên thị trường bất động sản, nhất là những người mua nhà để ở hoặc là nhà đầu tư nhỏ lẻ, so với bên có lợi thế hơn là các chủ đầu tư dự án. Hiện luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã quy định chủ đầu tư trước khi bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính khi không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết. Hiệp hội cho rằng biện pháp này đúng nhưng chưa đủ Do đó, trong văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24 tháng 5, Horea đề xuất bổ sung thêm phương án bảo hiểm rủi ro, tức công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro không bàn giao nhà đúng tiến độ của người được bảo hiểm là chủ đầu tư. Khi đó, điểm C khoản 1 điều 9 dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và khoản 1 điều 56 luật kinh doanh bất động sản 2014 cần được sửa đổi bổ sung. Đồng thời điều 292 Bộ luật dân sự 2015 cũng cần bổ sung khoản mới quy định bảo hiểm rủi ro này là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Mặt khác trong văn bản lần này, Horia cũng đề xuất giữ nguyên quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư, trong đó có kinh doanh bất động sản. Sự thảo không cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hoạt động đầu tư là không hợp lý và sẽ làm giảm một kênh huy động vốn xã hội hóa ngoài nguồn vốn tín dụng ngân hàng, hiệp hội nhấn mạnh. Khi đó luật chỉ cần quy định chính phủ đưa ra danh mục đầu tư cụ thể cho từng lĩnh vực và tỷ lệ vốn nhàn rỗi được phép đầu tư nhằm đảm bảo doanh nghiệp luôn duy trì được khả năng thanh toán. Trên đây là những thông tin bất động sản đáng chú ý ngày hôm nay. Quý vị hãy bấm nút theo dõi kênh để cùng Mayland cập nhật những tin tức nóng hổi về thị trường bất động sản, kinh tế, kinh doanh và công nghệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.